Các bạn hiện giờ Thành đang đứng ở trên cầu một loạt khu vực nhà cao tầng nha các bạn. Những thể thao đấy các bạn. Ủa, cánh xe đi sông đẹp chưa? Còn phía xa thì có một bác cũng đang hái rau nhút cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube Thành Hồ Tổng. Bắt đầu video Thành xin chúc tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn hôm nay có một ngày mới tràn đầy năng lượng nha các bạn. Hiện giờ Thành đang đứng ở chân cầu Thủ Thiêm, hướng đi sang bên quận 2, đường Phạm Ngũ Lão, quận 2. Nay thuộc vào thành phố Thủ Đức nha các bạn. Đây ngay chân cầu Thủ Thiêm có tòa nhà cao chọc trời các bạn. Tòa này cao tầm khoảng 4-50 mét nha, 4-50 tầng nha các bạn nha. Hôm nay Thành muốn chia sẻ tới các bạn cảnh đẹp đường Phạm Ngũ Lão, quận 2. Hôm nay là thành phố Thủ Đức. Bây giờ Thành đang ở chân cầu Thủ Thiêm. Bây giờ mời các bạn cùng đi khám phá tham quan cảnh đẹp một vòng nha các bạn nha. Đây là cầu Thủ Thiêm nha các bạn, bắc ta qua sang bên từ bên quận Bình Thạnh đi sang bên Thủ Thiêm. Cảnh đẹp, cảnh hoàng hôn nha các bạn. Ôi, đẹp tuyệt vời nha các bạn. Đây là cầu Thủ Thiêm. Chúng ta mình đã đứng lại ở giữa cầu để mình quay cảnh hoàng hôn. Chia sẻ tới các bạn, mong các bạn hãy đón xem. Và các bạn hiện giờ Thành đang đứng ở trên cầu Thủ Thiêm nhìn xuống. Trước màn ảnh camera của Thành là Thành đang hướng về khu vực quận nhất. Và khu vực này là đi sang bên khu quận 7 đây nha các bạn nha. Đây là sông Sài Gòn này các bạn. Cảnh sông tuyệt vời luôn các bạn. Đây Thành đang quay hướng về từ bên khu quận Bình Thạnh sang nha các bạn nha. Một số người đi bộ đạp xe thể dục này. Cũng nên đây check in đi các bạn. Đây là một loạt khu vực nhà cao tầng nha các bạn. Những căn tòa nhà mà trước màn hình camera của Thành đây là Thành đã vào trong đấy rồi, cao từ 45 tầng đến 55 tầng nha các bạn. Ở trong cái thang máy đi nó kéo nhanh lắm, chóng mặt luôn đó. Đây là hướng Bình Thạnh này các bạn này. Đi hướng đi sang bên Thủ Thiêm nha các bạn. Cảnh hoàng hôn đẹp chưa? Đây hướng này là hướng đi sang bên Thủ Thiêm. Các bạn, khu vực này ngày xưa là toàn là sình lầy dừa nước cho các bạn nha. Các bạn đã khi nào đã tới đây chưa? Ngày xưa là toàn dừa nước không, bây giờ các chủ đầu tư xây dựng nên toàn những nhà cao tầng chọc trời các bạn. Cảnh xe thì sông đẹp chưa? Tuyệt vời.
cảnh sông nước. Các chủ đầu tư về đây hầu như là toàn phát triển về phía đông nữa các bạn. Bên đây mặt trời xóa quá. Nên hai bạn trẻ đi đi tập thể dục đi bộ ấy, bắt xe. Thể thao đấy các bạn. Thầy đạp thể thao. Sao không đợi nhau à? Ôi, mát lắm các bạn ơi. Khu vực này là sông nước, cảnh sông nước mát lắm các bạn. Mình đang xuống dốc cầu Thủ Thiêm nha. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh hầu như là phát triển về khu vực phía đông này nhiều hơn các bạn. Đấy, qua những thước phim của mình các bạn thấy khu vực phía đông toàn những nhà cao tầng, nhà chọc trời các bạn. Đây như thế này các bạn này. Toàn nhà cao tầng. Khu vực này căn hộ mắc lắm các bạn ơi. Này phải những đại gia, những nhà có tiền, những người có cây ATM đó, hàng tháng cứ ra rút và đây ở thì mới được các bạn ạ. Toàn bộ cảnh đó, đường rộng lắm. Thế con lươn này trồng hoa loa kèn nha các bạn. Mùa này mùa nắng quá chứ nếu mà mưa xuống là hoa lở đẹp lắm nha các bạn nha. Đây, theo như mình tìm hiểu thì khu vực trước khu vực này là toàn hầu như là dừa nước nha các bạn. Đa số là dừa nước xình lầy không ạ. Nhưng mà các chủ đầu tư săn lắm. Là xây nên toàn những khu chung cư, những nhà cao tầng như các bạn. Đây lại một ông lớn đây này, một chủ đầu tư nữa chưa, chắc là đang thi công bên trong hay là chưa thi công này. Bạn thấy cảnh đẹp không? Đường này rộng lắm nha các bạn. Phía bên đây là 4 làn xe, bên kia là 4 làn xe các bạn. Tổng cộng là 8 làn xe chạy nha các bạn. Đèn xanh đèn đỏ rồi. Đây là đường Tố Hữu như các bạn. Đi ra khu vực hầm Thủ Thiêm đó. Đây là hầu như là xịt lầy cái này, cây nước với dừa nước các bạn. Thế nhưng mà với sự đô thị hóa, sự phát triển của khu vực thành phố bây giờ đã hầu như là lên toàn những nhà cao tầng hết. Đường đẹp. Chúng ta đi ra ngoài chạy sông nước Sài Gòn với này sông nước Đồng Nai nó đổ lên mát lắm các bạn ơi. Khu vực này giờ nhà cửa mắc lắm, đất đai mắc lắm. Mình nghe thì không được chính xác, như khu vực bên trong kia là có chỗ là 300 triệu đồng một mét vuông như vậy, còn thường thường là 100 đến 200 triệu một mét vuông. Đây các bạn này, toàn trình này không nhỉ? Dừa nước thôi nhưng mà do đô thị hóa phát triển, khu vực phía đông này toàn những tòa nhà chọc trời các bạn. Bây giờ các bạn còn nhìn thấy những cái hình ảnh này chứ khoảng độ vài năm nữa thì khu vực này lại một chung cư hay là một khu
cao tầng nổi lên các bạn nha. Đó, bạn nào đi làm ăn xa hoặc là lao động bên nước ngoài thì bây giờ còn được nhìn một chút cảnh quê, cảnh Thủ Thiêm ngày xưa đây các bạn. Bây giờ còn sót lại một ít đây. Thế nếu với sự phát triển đô thị hóa ngày một phát triển nhanh như thế này, tốc độ nhanh như thế này thì khu vực này chỉ vài năm nữa là lại những tòa nhà chọc trời. Đó, chẳng hạn như phía bên kia các bạn cũng là một khu dừa nước nha. Bây giờ lên một tòa nhà, một khu chung cư, một căn hộ nha các bạn. Cảnh đẹp nên chơi các bạn. Không biết các bạn đã đi tới khu vực này bao giờ chưa? Thì khu vực này mình cũng đi đến đây nhiều lắm các bạn. Một vài năm nữa là khu vực này là không còn cảnh này nữa các bạn nha. Những lụm dừa nước còn sót lại. Thầy quay chia sẻ rồi tới các bạn. Thế khoảng độ vài năm nữa thì không còn cảnh này nha các bạn. Đó, tất cả trước mặt khu vực thành đang quay hoặc là đằng sau ấy, ngày xưa nó toàn như thế này không. Nhưng do phát triển đô thị, đây là hướng nhìn về bên quận nhất cho các bạn. Cảnh hoang sơ còn sót lại các bạn ơi. Cảnh hoang sơ còn sót lại ở khu thành phố Hồ Chí Minh. Đây một hình ảnh một người dân đang làm bẫy cá đây các bạn. Vực này cũng hoang sơ, này là còn cá tự nhiên nha các bạn nha. Đấy hình ảnh bác ấy đang làm bẫy cá đấy. Đây giống như một cái hồ đó các bạn, hồ tự nhiên này. Nếu các bạn nào mà có đam mê về câu rê thì sang bên khu vực này cũng được này. Mình thấy cái hồ cũng lớn lắm nha các bạn nha. Đây là mình đoán thôi nhé, không biết là câu rê có được không, không biết nha. Đang làm bẫy cá đấy. Còn phía xa thì có một bác cũng đang hái rau nhút cho các bạn. Đó. Rau nhút tự nhiên rồi. Không biết tự nhiên, mình đoán là tự nhiên thì không biết có phải ai trồng không thì không biết, nhưng mà theo như mình nghĩ là tự nhiên này. Đấy, bác đang hái rau nhút. Đấy. Cảnh hồ đẹp chưa các bạn? Nhìn lên hoàng cá nha các bạn nha. Góc bên đây thì một bác đang đánh bẫy cá, còn bác bên kia thì đang hái rau nhút. Ở trước mặt mình nhìn thấy có một bè rau muống xanh quá trời. Sau trận hai trận mưa vừa rồi, hai ba trận mưa vừa rồi là rau lên tốt, xanh tươi quá trời luôn. Bác đang hái rau nhút. Ra khu vực phía ngoài này là đường
trước mặt là đường Phạm Ngũ Lão nha các bạn. Đó, số khu đèn xanh đèn đỏ đây là đường Phạm Ngũ Lão đó. Trước mặt là một nhà cao tầng toàn kiến là kiến thôi bạn. Cảnh này còn sót lại theo như mình nghĩ chỉ khoảng độ 5 năm nữa là hết các bạn. Thế mình không đi vào khu bên trong nhưng mà cái hình ảnh trước mặt với nhà đấy là nghe người ta nói là 300 triệu một mét vuông đất nha các bạn. Đấy, đường Phạm Ngũ Lão người dân di chuyển rất đông như vậy. Xíu mà mình đi đưa các bạn ra tham quan một tuyến đường Phạm Ngũ Lão đẹp nhất khu vực Thủ Thiêm nha các bạn. Các bạn mình đang hiện giờ mình đang đứng trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, là quận 2 cũ nha các bạn. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp. Theo như mình nghĩ thì đây là con đường đẹp nhất ở khu vực phía đông của thành phố Thủ Đức cũng như là của thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Hướng camera Thành đang quay là hướng từ hầm Thủ Thiêm bên quận nhất đi sang nha các bạn nha. Đấy là từ hướng quận nhất đi sang, từ hầm Thủ Thiêm đó. Còn hướng camera ngược lại hướng Thành đang quay đây là đi về khu Thủ Đức đi ra quốc lộ 1 đi về Bắc nha các bạn, rồi đi ra Phà Cát Lái, rồi đi ra các khu phụ cận đấy nha các bạn nha. Cảnh đẹp tuyệt vời. Thành thấy tuyến đường này rất rộng nha các bạn. Theo như mình nhìn thấy được là dọc cái làn bên đây, Thành chia thành hai làn, làn bên đây là 6 làn xe chạy nha các bạn nha. Bên kia 6 làn xe chạy nữa là bằng 12 làn xe chạy. Một con đường đẹp nhất khu vực của thành phố Thủ Đức nói riêng mà của thành phố Hồ Chí Minh nói chung cho các bạn. Cảnh tuyệt đẹp nha các bạn nha. Bây giờ mà Thành mời các bạn cùng Thành đi tham quan hết một con đường tuyến đường này. Thực chất là chưa đi hết con đường này luôn. Cần đi rất đông nha các bạn. Bên kia làn ngoài kia là 3 làn, làn 3 làn, làn 6 làn, bên kia 6 làn nữa là 12 làn nha các bạn. Hôm nay Thành chia sẻ gửi tới tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước cảnh đẹp của con đường Mai Chí Thọ thuộc quận 2 cũ nhưng mà nay là thuộc về thành phố Thủ Đức nha các bạn. Thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Mấy cô bác bán nước để khác xe điện. Cảnh đẹp lắm các bạn. Hai bên đường là hai bên dự án nha các bạn nhé.
toàn dự án cao tầng thôi. Thấy con cầu này. Bên đây là một dự án nữa các bạn. Đây là toàn những các đại gia mới vào được. Còn cỡ nghèo như Thành thì chắc chỉ là mơ và mơ thôi. Không dám mà không. Mà cũng thường là cũng không dám mơ luôn. Đó, đường đi vào khu đấy, xe hơi, toàn xe hơi các bạn nhé. Đường rộng rãi, thoáng mát, đẹp tuyệt vời các bạn. Đó. Bên kia là một chiều ngược lại. Đường hai chiều mà đường lớn quá trời luôn. Hai bên hai hàng cây, các bạn thấy cảnh đẹp chưa? Bên trong này một dự án. Dọc hai bên đường này là toàn các dự án của nhà cao tầng nha các bạn. Cảnh đẹp đường Mai Chí Thọ. Đường Trần Quý Kiên, Đồng Văn Cống, cầu Bạch Chiếc, đường Lương Đình Của, các cái là các cầu Sài Gòn, đường lớn có lớn còn gấp mấy tắc theo như mình thì gấp 3, gấp 4 là cao tốc các bạn, cảnh đẹp lắm các bạn, mát. Ở đây nó gần sông Đồng Nai, một bên là sông Đồng Nai, một bên là sông Sài Gòn. Không khí ở đây mát lắm. Dự án Sala. Sáng là cứ chạy xe mà chở vợ đi dạo con đường này cũng được, mát, có nhà nghỉ nha các bạn, đây là tuyến xe buýt, nhà nghỉ xe buýt, đường đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Đây, đất vàng Thủ Thiêm đây các bạn này. Đó. 200-300 triệu một mét vuông nha các bạn nha. Các bạn đã đọc báo biết không? Khu Tân Hoàng Minh đấu thầu mà gần 2 tỷ, hơn 2 tỷ đồng một mét vuông ở khu vực Thủ Thiêm này nha các bạn nha. Đó, dự án Tân Hoàng Minh nữa. 2 tỷ một mét vuông đất. Còn mình nghe là người ta nói là khu vực này là 300-400 triệu một mét vuông các bạn. Mình dẫn các bạn đi hết tuyến đường Mai Chí Thọ này. Xong là mình dẫn các bạn đi vào khu vực gọi là cầu Kim Cương. Nghe cái tên là Kim Cương là đã lắm tiền rồi các bạn, đúng không? Trong đấy đất mắc lắm, mặt tiền sông
hôm nay toàn hàng đại gia mới ở được. Còn giới siêu giàu mới vào được. Đây có con cầu, mình thấy cảnh cầu đẹp quá, mình dừng lại quay chút xíu nhé. Các bạn đang cảnh sông nước. Người dân bên khu quận 12, quận mới nhất thì các cái khu các bạn hôm nay là chủ nhật nhé các bạn nha, còn nếu như mà những ngày thường thì còn đông nữa nha các bạn nha. Đây thành bên trong đây các bạn xem cảnh sông nước tuyệt vời luôn các bạn. Ô có tàu kìa. Tàu du lịch trên sông bắt nguồn là khu vực sông Đồng Nai đấy các bạn. Cảnh sông nước hữu tình. Đây toàn là cây đước thôi các bạn này. Mấy nẻ dừa nước không à. Mình thấy cảnh đẹp, ủ cá bắt đi. Thấy cảnh đẹp mà mấy này cảnh sông nước mát mẻ quá. Quay chút xíu chia sẻ cho các bạn. Tại trong khu thành phố là toàn những nhà cao tầng và nhà cao tầng, nóng bức lắm các bạn, với nhiệt độ 41 độ vừa rồi. Trời ơi chịu nóng không nổi luôn. Tiền điện lên quá trời. Vừa gia đình phải xài nhiều điện, vừa giá điện tăng cao nên người dân kêu con trời luôn. Rồi mình tiếp tục đi nha các bạn nha. Tiếp tục đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp của con đường Mai Chí Thọ. Check bên trái là khu cao tầng, check bên phải cũng là khu cao tầng như các bạn. Đường đẹp lắm, mát mẻ, thoáng đãng. Gió ở trong một bên thì sông Đồng Nai, một bên thì sông Sài Gòn, hắt lên không để mát lắm. Ôi, đang thả hồn trong gió. Mai Chí Thọ. Đây con tàu nữa. Cảnh đẹp tuyệt vời. Hai bên là hai hàng cây, đường để dọc thanh thang. Đường ta dọc thanh thang ta bút. Đây là hướng này là các bạn, hướng này là hướng quẹo vào cầu Kim Cương nha các bạn nha.
tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Đây là hướng về con kim cương đó, khu vực đất cũng mắc lắm nhưng mà mấy trăm triệu một mét vuông đó. Còn mình thấy cảnh đang đẹp này, thôi mình tiếp tục ngắm cảnh con đường đẹp nhất khu vực thành phố Thủ Đức nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung nha các bạn. Bên kia là xe, ba làn xe ô tô nha các bạn. Tuyệt vời. Mình đi đoạn nữa xem như thế nào. Đó là mình quay vào mình chia sẻ các bạn trong khu vực đảo Kim Cương. Nghe cái tên là rất nhiều tiền các bạn nhỉ. Kim Cương mắt thân vàng. Ta đặt ra cái câu, cái tên là cầu Kim Cương cho nó có giá trị, chỉ cho mọi người biết là cái giá trị đất mắc như thế nào. Thả hồn trong gió mát lắm các bạn. Đây lại là một khu nhà ở cao cấp nữa thôi. Hai bên đường toàn nhà cao tầng không các bạn. Khu cao cấp. Sáng ra toàn xe hư, toàn xe máy xịn ngồi uống cà phê. Vệ sinh đường này theo như mình nghĩ thì chắc còn dài lắm, có lẽ ảnh xin dừng video tại đây. Chứ đi hết con đường này thì thời lượng chương trình dài quá, các bạn coi các bạn thấy mệt. Đây là đi ra đường Đồng Văn Cống, đường Võ Nguyên Giáp này. Phía trước là những nhà cao tầng chọc trời các bạn. Đây, khu vực này đang thi công mở rộng nữa. Phía trước mình thấy rất nhiều những máy múc này. Đây là đường, đây là ra đường Đồng Văn Cống. Đi thẳng là ra đường Võ Nguyên Giáp. Máy xúc đang làm việc. Các bạn đã chương trình có lẽ là Thành xin dừng video tại đây. Video cũng tương đối là dài rồi. Thế là Thành xin phép được dừng tại đây. Một lần nữa Thành chúc tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.